Sư phụ đã tới. Tên A đầu kia, biết trước có ngày hôm nay, ta sẽ lấy mạng các người. Dẫn thế gian, tình di hà vật. Làm cho sống chết bên nhau. Thiên nam địa bắc, sông phi cách. Lãng thế kỷ hồi hàng thủy. Quang lạc thứ. Ly biệt khổ. Cửu châu cân hữu, si nhi nữ. Kim nhật do dự. Đến đây xem hôm nay ta thu xếp các người thế nào. Sư phụ, bà chỉ tìm một mình tôi thôi. Vô can tới họ, thay cho họ đi. Đúng vậy, ta chỉ cần tìm ngươi thôi. Ngũ độc mật kiếp ở chỗ nào? Hãy mau trao ra cho ta. Đừng có lấy em cái gì đấy. Lỗ ba chủ hoàng bắt chủ, đây là những người nhân nghĩa. Lấy ta thôi với nhà ngươi làm gì chứ? Họ đã truyền lệnh xuống dưới, tất cả đều tự cái ba không được giải quyết sách này. Đã trả lại ngũ độc mật kiếp cho ngươi rồi, còn muốn cái gì nữa? Ta còn muốn làm gì nữa hả? Đương nhiên là giết đi mấy cái mạng nhỏ của các người. Thôi đi, ba cái này đây, có gì cầm lấy đi. Các ngươi đừng tưởng có cái khăn này có thể cứu mạng được các ngươi hay sao? Nói cho các ngươi biết, ta không có bị lừa nữa đâu. Bao nhiêu năm qua, ta bị gạt như vậy còn chưa đủ sao? Cười cái gì? Ba chúng tôi hôm nay chó chung với nhau, ở trên đường hoàng tuyền cười nói vui vẻ, hạnh phúc cỡ nào? So với nữ ma đầu ngươi hả? Cô đơn lẻ loi, sống mình ở trên đời này có ý nghĩa gì nữa? Được lắm, ngày hôm nay ta để cho các người biết rõ lợi hại của tiên tử ta. Ta cho các người biết lúc chết đau lòng nứt ruột, chết không còn thay. Cô khùng, ta cần khắc hồn. Ta cần khắc hồn, đã mới là khùng đó. Hỏi thế gian tình là cái gì, cô khổ lẽ lời. Người lại, bắt ta đi. Ngày hôm nay ta sẽ cho các người biết tay. Yeah.
từ người nào nữa. Quá ra là Đông Tà lão tiền bối lo chuyện bao đồng hả? Tiền thủ tướng, quý thế người ta quá phân nhiệm. Bao nhiêu năm qua ở trong giang hồ, quý lãng sát vô tội, tiếng xấu khắp nơi, quan như sư ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cho người tội nguyện, để người chết không ân hận. Sư phụ, đây là biểu muội đục vô sông. Vô sông chào hoàng lại tiền bối. Đây là Dương Quá. Có mà kìa. Đúng rồi, chỉ là cha của nhà người vậy. Có mà. Chẳng thích gì đệ tử của ta vừa gặp người. Có mà chứ. Hoàng lại tiền bối. Này, ở trên mình bị thương, khỏi cần thi lễ. Xem nhà người tuổi còn trẻ, lại không ngại bản thân của mình để cứu con gái và cháu ngoại của ta. Thật sự là một đứa trẻ hiếm có. Hoàng lại tiền bối, đã gặp hỏi đám mẫu và quách cô nương chưa vậy hả? Họ bình an vô sự chứ? Họ vô sự, nhưng mà bây giờ ngươi có chuyện đó. Dạ đúng đó sư phụ, vết thương của Dương đại ca còn chưa có lành hẳn, lúc nãy đã bị nữ ma đầu đã thương ảnh nữa. Đưa hắn về căn nhà gỗ để ta chữa vết thương giùm cho. Đa tạ tiền bối. Khí sắc của nhà người đỡ nhiều lắm rồi. Đa tạ tiền bối, nhà công ty địa dùm cho nên lành nhanh như vậy. Đa tạ lã tiền bối. Được rồi, khỏi cần thi lễ nữa, uống giấy thuốc này đi. Người mở miệng ra là ngoại tình lão tiền bối, bộ ta già lắm sao? Già không già, cũng không già, hoàn toàn không già. Vậy chứ nhà người có biết người trong giang hồ gọi ta bằng gì không? Gọi tiền bối là Đà Hoa lão chủ. Còn gì nữa? Chàng thanh niên, có gì cứ nói đi. Không cần phải ấp úng như vậy. Đời của ta tung hoành thiên hạ, đi khắp giang hồ, ghét nhất là lễ giáo tạp tục. Ta làm việc xưa này ngược đường ngược lối, cho nên người ta gọi tiền bối là Đông Tà đó mà. Nhiều quá. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà ta đã nghe những điều mà ngươi đã làm tại Lục Gia Trang. Giờ còn nữa, nghe nói là một người muốn cưới sư phụ của người, có phải thật như vậy không? Dạ đúng vậy. Tôi và sư phụ tôi thương yêu lẫn nhau, muốn cưới cô làm vợ, tại sao là không được? Những người khác không cho tôi làm như vậy, nhưng mà tôi nhất định phải cưới sư phụ làm vợ mới được. Có gì đâu mà cười hả? Tôi nghĩ rằng tiền bối được gọi là Đông Tà thì có thể là cao kiến hơn những người thường, nhưng mà không ngờ giống như những người thường vậy thôi, kỹ thuật giống họ. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tất cả những gì người nói đều hợp ý của ta cả. Đêm hôm nay ta sẽ cùng những người uống vài ly cho vui. Đêm nay chúng ta có uống cho đã, nói cho đã nhỉ. Dạ được tiền bối ạ. Hôm nay Dương Quá sẽ cùng tiền bối không say không về. Được, giỏi cho cậu không say không về. Nghe nói năm xưa Quách Tĩnh đưa cháu đi toàn trần giáo học võ, cháu đã đánh đập sư phụ là Triệu Chí Kính, tôi liền hỏi toàn trần giáo. Đúng vậy, cái tên đạo sĩ thối Triệu Chí Kính đó, từ lúc bước lên Trung Nam Sơn lại xem cháu như là gai trong mắt vậy. Còn cái mấy đệ tử kia muốn giết ra cho cháu nữa, cho nên là cho hắn đại học. Được, làm vậy rất là đúng lắm. Với cặp mắt của ta, tin chắc nhà người có thể có phái cổ mộ để mình lại ta làm thầy. Bỏ phái cổ mộ hả? Không được, không thể làm cho cô đau lòng được đâu. Này, tôi không phải muốn cưới tiểu lòng nữ làm vợ hay sao? Đúng vậy, trước tiên đừng nhận cổ làm thầy nữa, sau đó mới cưới được làm vợ. Như vậy phải là danh chính ngôn thuận sao? Hả? À, đây là biện pháp rất là hay ha. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ai nói là thầy trò không thể trở nên vợ chồng hả? Đó là nguyên tắc ai đặt ra vậy? Nhiều quá tôi muốn có lòng vừa làm sư phụ và vừa làm vợ nữa. Được, vậy lấy câu nói này kính người một ly nè. Tiểu tử người còn cái lối suy nghĩ như vậy có thể nói là hơn ta rồi đó.
Ý ta muốn nói là nhà người kế thừa y bác của ta, nhưng mà người không muốn làm đệ tử. Vậy thì thôi đi. Hả? Tiền bối à, tuy rằng chúng ta không có duyên làm thầy trò, nếu như tiền bối không có chê tôi quá trẻ, không có chê tôi võ thuật thô thiển, vậy thì chúng ta là bạn đi. Chúng ta kết nghĩa anh em. Cái gì? Kết nghĩa anh em? Nhà người thật là to gan. Ta không phải là lão ngoan đồng châu bá thông đâu, tại sao không thể có những nguyên tắc như vậy đối với ta? Tiền bối à, anh là lão ngoan đồng châu bá thông vậy hả? Cái lão già đó là anh em kết nghĩa với Quách bá phủ nhà người. Phải? Tôi cũng muốn kết nghĩa anh em với ta. Chắc là người uống rượu say rồi. Ấy, nhưng mà tiền bối à, tiền bối nói là ghét nhất là lễ giá tập tục mà. Đúng vậy. Vậy thì tại sao để ý đến ba cái chuyện nhỏ nhặt và giấy vậy hả? Xem ra hành động ăn nói không dứt khoát như là dương quá ta vậy. Được, nhà người rất lệ làng, nói rất là có lý. Người bạn như là người ta này quen chắc nè. Tử phụng tri kỷ thiên bồ chiếu, hôm nay chúng ta không sai không gì. Liễu cô nương. Công tôn cốc chủ. Liễu cô nương, khí sắc của cô hôm nay được lắm. Đa tạ cốc chủ quan tâm và chăm sóc. Cô nương quá khách sáo, ngồi đi. Ở đây tuy mang tên là Tuyệt Tình Cốc, nhưng rất thích tất cả người khách tới đây. Quen được với Liễu cô nương, có thể nói là danh dự của công tôn chỉ. Cốc chủ quá lời. Phải rồi, mấy ngày làm phiền ở đi, cô chưa gặp mặt công tôn phu nhân. Vợ tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Thật là thất lễ, lại khơi dậy nỗi đau buồn của cốc chủ. Liễu cô nương đừng có nghĩ như vậy. Cái chuyện ở trên đời không thể nào ngờ trước được. Nhớ năm xưa tôi và vợ của tôi quy ẩn ở đây, đúng ra muốn sống những ngày hạnh phúc. Không ngờ bà ta lại bạc số. Một cơn bệnh là đã lìa khỏi nhân gian. Mười mấy năm qua không có ngày nào không nghĩ tới bà. Vì vậy để tử thủ ở Tuyệt Tình Cốc này, giống như là sống chung với bà ta vậy. Ân tình phu thê giữa cốc chủ và phu nhân khiến cho người ta cảm động. Nhưng mà ngoài quản gia và người ở, cốc chủ không có người thân nào bên mình sao? Vợ của tôi để lại một đứa con gái, năm nay 16 tuổi, tên là Lục Ngạc. Tại sao không thấy Lục Ngạc cô nương? Mấy hôm trước lên núi hái thuốc, chưa có về. Hái thuốc? Cha con chúng tôi thường lên núi để hái thuốc. Hái những loại thuốc quý mang về để luyện thành thuốc quần. Tuy rằng tốn sức tốn thời gian, nhưng mà loại thuốc đó công dụng viên miên, ít thọ trẻ mãi không già. Cha! Cha ạ! Cha! Ủa? Vị cô nương này là ai vậy? Con à, đây là Liễu cô nương. Liễu cô nương có thể nói là khách quý đó. Liễu cô nương? Cô chính là Lục Ngạc cô nương. Tôi đi ngang qua chỗ này rồi bị thương, cũng may là được cốc chủ cứu giúp, đã làm phiền ở đây. Liễu cô nương à, đừng bao giờ nói như vậy. Tuyệt Tình Cốc chúng tôi lâu lắm không có khách tới thăm, có Liễu cô nương tới đây chúng tôi thật là vui lắm. Cha, cha phải giữ Liễu cô nương ở đây thêm một thời gian nữa để cho con có bạn. Được, cha sẽ nghe lời của con, nhưng không biết Liễu cô nương có nể mặt hay không. Liễu cô nương, cô nhất định chịu mà phải không? À, hay là để tôi gọi là Liễu tỷ tỷ đi nha. Gọi Liễu cô nương thấy xa lạ lắm. Tôi gọi Liễu tỷ tỷ có đồng ý là thỉnh cầu của muội muội hay không? Con à, được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa. Ả đầu này tôi chịu tới hư luôn đó, không có nguyên tắc gì hết. Xin Liễu cô nương đừng có cười chê nha. Cha, cha đừng có chê con hoài. Con đây là núi hái thuốc, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới cha. Cha xem nè, linh chi ngàn năm này là do con chỉ biết bao cực khổ mới kiếm về đây được. Con không sợ nguy hiểm, trèo lên vực thẳm mới có thể hái được đó. Đây thật sự là loại linh chi ngàn năm mới kiếm được. Con à, con mệt rồi đó, cha sẽ thưởng cho con nhiều hơn ha. Cảm ơn cha. Ngô Nhi, bây giờ cô ở đâu? Cô bất đắc dĩ phải về xa quá. Ngô có trách cô, có quán cô hay không?
Thật ra ở trong lòng của cô, người mà cô nhớ nhất, không muốn xa chính là Quá Lớn. Liễu tỷ tỷ, muội mang cơm và đồ ăn tới cho tỷ tỷ. Cảm ơn Lục Ngạc cô nương. Liễu tỷ tỷ, nói như vậy thật là xa lạ. Muội đây đã bị mất mẹ, sống chung với cha. Muội đây sống những ngày cô khổ lạnh tanh. Ngày hôm nay có tỷ tỷ tới đây làm bạn với muội, ngày nào muội có nấu cơm cho tỷ tỷ ăn, chịu không? Khờ quá à. Dù sao thì tôi cũng là khách qua đường, trước sau gì cũng phải lìa khỏi chỗ này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ phải đi mới được sao? Có phải là muốn về nhà? Nhà ở đâu vậy? Tỷ tỷ, có phải là tỷ tỷ có tâm sự? Tôi không có gia đình. Nếu như không có gia đình thì cứ xem ở đây là nhà đi. Không thể được đâu. Tại sao vậy? Có phải là trong lòng tỷ tỷ nhớ người nào? Có phải tỷ tỷ rất muốn đi tìm người đó hay không? Không. Nếu như vô duyên, cho dù kiếm được, vậy thì sao? Chúng tôi đã tận duyên rồi, cho dù là có gặp lại cũng gây thêm nỗi buồn thôi. Vậy thì đừng có đau lòng nhưng nhớ nữa, hãy giữ sức của mình quan trọng hơn. Cho nên có câu, tự cổ đa tình chung di hận. Mười nghĩ tỉ tỉ hãy nên quên đi. Quên lắm hả? Suốt đời mẹ tôi không quên được đâu. Lục Ngạc. Cha. Lục Ngạc, con mang đoạn cho Liễu cô nương đó hả? Dạ phải. Có Liễu cô nương làm bạn với con, từ nay con không có cô đơn nữa. Nhưng mà Liễu tỷ tỷ chờ biết, trước sau gì cũng lìa khỏi chỗ này. Cô nói với con như vậy à? Dạ đúng, chỉ chờ biết, dù sao chị cũng là khách qua đường, cuối cùng cũng phải ra đi. Tại sao lại khách qua đường? Chỉ cần có ta thích Tuyệt Tình Cốc, sẽ không lìa khỏi đâu. Cha nói gì vậy? Không có gì. Lục Ngạc, con hãy đi khuyên Liễu tỷ tỷ của con đi. Cha, đâu có phải là chuyện dễ. Xem ra Liễu tỷ tỷ có một cái khúc mắc ở trong lòng, không một ai đầu vô tri giống như là con đây, làm sao có thể khuyên được chị? Con nói cô ta có khúc mắc ở trong lòng không thể mở ra được, chuyện đó như thế nào? Trong lòng của Liễu tỷ tỷ nhớ tới một người, nhưng lại nói duyên phận đã tận đối với người đó rồi, gặp nhau cũng chỉ bằng thừa thôi. Xem ra chị ấy đã dùng tâm sự của mình tận đáy lòng, một mình chịu dày vò đau khổ. Thì ra là như vậy. Ê, nè, đừng có chạy. Con thở con à, đừng có chạy bậy nha. Cô cùng giận đó. Lại chạy mất tiêu rồi. Hả? Con thở con. Con thở con. Con thở con. Con thở con. Cô cùng tới đưa người về nhà đi. Con thở con. Con thở con, cô cùng tới đưa người về nhà. Nè, tôi là bạn thân của Giang Gia cô. Mấy ngày qua đã nhìn thấy cô được tự do. Tâm sự đến tội đó mà, phải không? Phải. Cô không à? Cô khôn, đừng có sợ nha, tôi cũng hại cô đâu. Hả? Để tôi biểu diễn cho cô qua cái này nha. Nè. Nhìn kỹ đi nha. Hay quá. Thế nào? Hay quá. Có thể dạy cho cô cùng được không?
không? Được. Được, vậy đi. Ê, nhưng mà phải hứa cho ta trước. Hứa hả? Được rồi, hứa cái gì đây? Hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Nè, thí dụ như là, ngươi tên là gì? Cơ khùng đó. Đơn giản vậy thôi. À, được, còn cái gì nữa? Nè, cô khùng à, tôi hỏi ngươi nghe, mày biết cha ta hả? Có phải không? Ờ, và người, là ai vậy? Người mà có gương mặt giống như là ta vậy đó. Ờ. Ừ. Cô gọi hắn là Dương Quỳnh Đệ hả? Ờ, Dương Quỳnh Đệ à. Đúng. Người thấy ông bị người ta dư chết có phải gì không? Ờ. Ở tại chỗ nào? Người nào đi giết vậy? Cô không à, nói đi. Giữa đêm khuya trong miễu hoàng đó, rất nhiều con quạ. Quạ. Ông chết thế nào hả? Nói đi, chết như thế nào? Cô không là hả? Nè, nó mau đi. Nè, cô không à, nói đi. Tên là... Cô không kìa. Hả? Tên là... Cô không à. Nè, các người tới rồi hả? Tôi đưa cô cùng đi bắt họ. Ồ, thỏ của cô cùng chạy mất rồi, cô cùng đi tìm thỏ con nha. Con thỏ con. Chúng ta hãy về mau đi. Chuyện gì? Sư phụ căn dặn hết tìm người về ngay, vì nếu mà đầu còn lãng vãng trong núi này đó. Phải. Đi. Đầu ở trong đó. Dạ dạ, coi kìa. Đạo hoa đạo chủ, đệ tử rất nhiều, 5 người đánh 1, giang hồ cười chiều. Tiền bối à, nếu mà đầu này thì là không ánh quá. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Nữ tỷ, thằng ngu, 3 người chúng ta hãy vào trong thí mạng với hắn đi. Ngày hôm nay nhất định phải trả thù cho cha mẹ của em. Khỏi đã, các người nữ nông nổi hành động. Nữ ma đầu này ở ngoài không đi, là muốn tìm cơ hội lấy mạng các người được. Nữ ma đầu, thế ra đây chịu chết đi. Súc sinh, hôm nay người to gan quá. Có phải là hoàng lão tà đứng phía sau nhà ngươi? Giết mạng của người rất là dễ dàng, nhưng mà làm mất đi danh tiếng của hoàng lão chủ tiền bối, đó là chuyện lớn. Nè, mày nói vậy nghĩa là gì hả? Dừng quá, người xưa này không phải là thông minh lanh lợi hay sao? Không lẽ ngươi không có hiểu rõ hoàng lão tiền bối ỷ đồng hiếp yếu là có chuyện mất mặt lắm hay sao? Cái chuyện này mà loan truyền ra ngoài để cho mọi người trong thiên hạ đều biết, sẽ mất đi cái thân phận của hoàng lão tiền bối. Ngày hôm nay đưa theo mấy đệ tử tới lấy mạng của Lý Mặt Sầu ta. Xích Lệ tiên tử, nếu như ta muốn lấy mạng nhà người, cần gì phải lao sự động chúng? Ngươi thật là thông minh, biết rõ con người của ta thì nó không bao giờ ỷ đồng hiếp yếu. Cho nên dùng phương pháp này để đối phó hơn, muốn thoát khỏi kiếp số ngày này. Mày đi. Sư phụ không sao chứ? Ta đương nhiên không sao. Ta đã biết trước cái chiêu này có thể đối phó với hoàng lão ta, cho nên sư phụ đã kêu đệ tử đi chỗ khác. Đúng vậy, ỷ 5 đánh 1, hoàng lão ta không có dám mang cái tiếng đó đâu. Hoàng lão tà chỉ được có mấy người đệ tới, tại sao không có thấy sư thúc? Cần gì phải nói, sư thúc nhà ngươi là người đàn bà ngu nhất thời nhất ở trên đời này. Những con quả trên đời đều đen cả, Dương Quá cũng không có ngoại lệ. Ngày hôm nay ở bên mình hắn, không phải là sư muội của ngươi và cái cô họ Trình kia hay sao? Làm sao còn nhớ tới sư thúc của ngươi nữa? Đời của ta ghét nhất là những kẻ bạc tình. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cho hắn một bài học.
Tiền bối à, có Lâm Thượng sao? Nếu mà đầu kia thật là khả ố, chắc chúng ta ỷ nằm lên nguồn. Tiền bối à, tiền bối dùng nội công chữa bệnh cho quá nhì, bây giờ lành lại rồi. Không mấy tới đó ác báo cho bà ta một phen. Thứ nhất, đòi lại lẽ phải cho cô lòng. Thứ hai, không phải trút dành cho tiền bối. Không ngờ tiểu tử tự tin quá hả? Nhưng mà ngươi phải biết rõ võ công lợi hại nhất Lý Mạc Sầu là cái gì. Nghe nói là ngũ độc hàm trưởng và võ công ở trên cây pháp trần. Đúng vậy, đúng ra võ công hiện nay của nhà người muốn phá cái nghề của bà không còn bao lâu đâu. Thật à? Ừ, ta có thể dạy cho người đàn chỉ thần công, có thể khắc chế được ngũ độc hàm trưởng. Ngoài ra dạy cho nhà người một môn kiếm pháp có thể phá được pháp trần. Tiền tử bá chí sư phụ. Vậy vì không muốn nhà người khó xử khi mà giao đấu với nữ ma đầu, ngươi là đệ tử của ta, ngoài cái điều đó ngươi sẽ bản của ta. Đa tạ sư phụ, quá nhiều có thể có được người bạn giống như là ông, thật sự quá may mắn. Nè, bây giờ ta sẽ tuyên thụ cho nhà người, nhưng quá phải học cho thật kỹ nha. Dạ sư phụ. Được hai chỗ tinh xảo nhất của hai môn võ công này. Tuy nhiên, nếu như muốn ăn chắc thì cần phải luyện tập 3 năm. Nếu mà nói vậy, muốn đối phó ngay từ nửa ma đầu còn chưa đủ sức sao? 3 năm thoáng một cái sẽ qua. Tới lúc đó đã luyện được võ công cao siêu còn chưa dự ý sao? Ồ, không phải là vì bản thân đâu. Cái đó thì hiểu rõ. 3 năm sau họ giết chết tên nữ ma đầu này để mà trút giận giùm ta. Nhiều quá, hai chúng ta có thể nói là càng đảm tương chiếu. Cho dù là thiên ngà cách biệt, sau này nếu ta biết được có người nào ngăn cản việc hôn nhân giữa ngươi và Tiểu Long nữa, cho dù ta ngoài ngàn dặm đi nữa, ta sẽ trở về để giúp cho nhà ngươi một tay. Sư phụ, ông thật sự muốn đi sao? Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Mới vừa quen nhau đã phải chia cách, lần sau gặp lại không biết phải đợi tới ngày nào tháng nào. Đau buồn quá làm cái gì chứ hả? Hai chúng ta kể như là người có duyên, nhất định là có ngày gặp lại mà thôi. Bảo trọng, ta đi nha. Sư phụ, tự mình bảo trọng. Thằng ngu, thằng ngu, thức dậy đi, thức dậy đi. Em vừa mới thức dậy thấy có 4 cái gió tài máu. Hả? Nói cái gì? Xem ra nữ ma đầu biết hoàng lão tiền bối đã bỏ đi, cho nên mới tới đây để đối phó với chúng ta. Nguy rồi, cô cũng lấy đi mất. Tiền mãi cũng không có thấy đồng tích của cổ, không biết có bị nữ ma đầu bắt đi hay không nữa. Không được, cô cũng không thể có chuyện. Chúng ta đi kiếm đi. Ừ. Cô không à? Cô không. Cô đang ở đâu vậy? Cô không.
Cô Khôn, tại sao lại như vậy? Ai đã đánh cô bị thương? Nè, chắc là nữ ma đầu rồi, chắc cậu đã trúng ngũ độc thần chưởng của nữ ma đầu rồi. Đúng là ngũ độc thần chưởng của nữ ma đầu. Cửu Hoa Ngọc Lão Hoàng này đây, hy vọng có thể chữa được nội thương cho cô Khùng. Nè, cô Khùng à, tới lại đi, cô Khùng à. Nghe thằng ngu à, ở trong ngũ độc biết kiếp có ghi cách để trị liệu cho ngũ độc thần chưởng hay không? Quân còn giải cách trị độc của ngũ độc thần chưởng. Nè, để Quân dẫn công, đã thông huyệt đạo. Cô Khùng, đạo sĩ dùng đánh cô Khùng đó. Cô Khùng sợ quá, dùng chổi chà đánh cô Khùng. Không có gì đâu. Cô Khùng sợ quá, đau quá. Đánh cô Khùng đó. Đánh cô Khùng đau nè, quá. Để lấy phát trận ra nhìn hả? Đừng có lo hả? Dương đại ca, người nói cái gì? Nếu mà đầu dùng cái pháp trận làm vũ khí mềm chuyển, nhưng mà sử dụng xuất quỷ nhập thần, cho dù là bá đao bá kiếm cũng không làm gì được đâu. Phải dùng cái kéo mới có thể cắt được bả, nếu cắt được thì tốt. Thằng ngu, anh nói thì là đúng lắm, hay là chúng ta đi kiếm một cái kéo thật lớn đi. Cách đây 7-8 dặm đường có một tiệm rèn, chúng ta đi nhờ thợ rèn rèn một cái kéo thật lớn nha. Thời gian ngắn ngủi, kéo rèn bình khí phải là chuyện dễ đâu. Sư phụ cũng dạy ngầm được kiếm pháp. Cái đó dễ luyện mà, mình thử. Vậy mình đừng có chụp lại nữa, lên đường đi. Được. Ở phía trước kìa. Chuyện gì vậy khách quan? Xin hỏi ông thầy bè có nhà không vậy? Khách quan có gì căn dặn? Ai là ông thầy đại hậu phung? Hãy đứng ra cho cái lệnh. Chính là tôi đây. Quan hạ lệnh, tất cả thầy đen trong vòng 3 ngày phải tới huyện thành để làm việc cho huyện quan. Ra lệnh cho tôi, ngày mai phải tới trình diễn ở huyện thành. Tôi đây lớn tuổi rồi, e rằng. Đừng nói nhiều, ngày mai không tới mất đầu đấy nha. Mình về. Mấy tên lớp chó này sao hiếp người ta có vậy hả? Phùng sư phụ, ông đã từng tuổi này rồi, hành động là bất tiện nữa. Kêu ông tới trại lính Mông Cổ, không phải tới đó để chết hay sao? Nè, số bạc này hãy cầm lấy về thoát thân đi. Đa tạ cô được giúp đỡ. Tôi đã từng tuổi này rồi, sống chết không mang thù gì đâu. Nhưng khổ nói hàng vạn sinh linh ở tại Giang Nam sẽ chịu khổ. Tại sao vậy? Nguyên soái Mông Cổ trưng triệu thợ rèn, đương nhiên muốn rèn vũ khí. Nhưng mà trong quân đội Mông Cổ xưa nay binh khí rất dồi dào, bây giờ muốn rèn thêm vũ khí, dĩ nhiên muốn tấn công vào Nam Triều. Nè, bạn vừa muốn rèn cái gì đây? Chúng tôi muốn rèn cái kéo thật lớn, dài khoảng 2 thước, chỉ mong dùng cắt những đồ mịn. Không biết sư phụ, để nên thế rèn được hay không hả? Để tôi cố gắng hết sức. Sao mới vừa ngủ thôi? Rèn một cây kéo lớn như vậy, có phải muốn cắt đứt bất trận của ta hay không? Vậy mà các người cũng nghĩ ra cái mưu kế đó. Được, ta đợi cây kéo này rèn xong rồi, giao đấu với các người cũng không muộn.
Chính là người nói đó nha. Quan gì sư đâu? Đừng có nói nhiều. Biết trước là ông không có mặt, còn hỏi làm cái gì? Nếu như có ông ta, tình chắc người không có dám tới đâu. Hoàng Dược Sư khi thế đạo danh, muốn đầu cho người đệ tử, ý đồng hiếp yếu. Nhưng mà ở trong các đệ tử của ông ta, có người nào thật sự hữu dụng đâu. Ta để cái này làm bằng chứng, để khi Hoàng Dược Sư trở về cho hắn biết rõ mấy tên đệ tử vô cùng có hắn do người nào giết. Rèn nhanh lên đi, ta không có gì nhẫn đợi đâu. Ngươi là ai mà lại dám vô lễ như vậy? Người vô lễ là vương. Đà Hoa đảo chủ có bản lãnh thông thiên đại địa, có đệ tử của ông ta tận mai xương lộ, ai nấy võ công cao cường, không lẽ không nghe nói hay sao? Ta đương nhiên là có nghe nói. Đại đệ tử họ Đồng, Đồng Tiền Phong, cho rằng mình đồng gia sắc, đau thương bất nhập, kết quả đã bị một thanh niên trẻ tuổi đâm chết. Nhị đệ tử Mai Sư Phong đã bị giang nam thất quái làm mù đôi mắt, sau đó là bị tay độc Âu Dương Phong đánh nát nội tạng. Còn tam đệ tử Quyết Linh Phong và hoàng cung đại nội ăn cắp báo vật, kết quả đã bị Ngự Tiền thị vệ đập chết. Còn tứ đệ Lục Thành Phong, Quyết Kỳ Môn Đồng Giáp đã có công dụng gì, đã xây một quy dân trang ở bên bờ Thái Hồ, kết quả đã bị người ta nổi lửa đốt thành bình địa. Bây giờ không có rõ tông tích của hắn, e rằng đã bị đốt thành tro rồi. Đạo của tôi, đừng nói bậy nữa bà. Cái lão già hắc ám kia, đối với chuyện trong giang hồ ngươi đương nhiên không biết gì. Nếu như không tin, thì hơi hỏi mấy người này đi. Sư môn bất hạnh, nhân tài thừa thớt, giảng bối nhập môn chẳng bao lâu, võ công không khá, không thể làm rạng danh của sư môn, thực sự cảm thấy xấu hổ. Đà Hoa đạo chủ những năm gần đây có nhận đệ tử nữa hay sao? Gia sư tuổi già sức yếu, giảng bối hầu hạ bên mình, giảng bối học võ không giỏi, xưa nay không dám tự nhận là đệ tử của Đào Hoa đảo chủ. Tới nay còn chưa có bước lên Đào Hoa đảo nửa bước. Vậy cô nương tên họ là gì? Tôi tên là Trình Anh. Vậy tôn sư có nhắc đến chuyện của những đệ tử khác hay không? Gia sư có nói cho giảng bối biết, nói tới chuyện năm xưa đã trục xuất đệ tử trong môn phái của mình để khỏi đảo Đào Hoa. Có nhắc tới Trần Sư Huynh và Mai Sư Tỷ, gia sư nghĩ rằng họ tự tạo nghiệp, nếu vậy thì thôi. Còn về Khư Lăng Phong, Lục Trình Phong, Bộ Tiên Phong và Phùng Mạc Phong, mấy vị sư huynh đó đã vô cớ bị liên lụy, tội nghiệp nhất là Phùng Mạc Phong, tuổi còn rất trẻ, thân thế lại đáng thương. Gia sư đã đánh gãy chân của sư huynh, bây giờ nghĩ lại gia sư vẫn còn áy náy, cảm thấy ân hận. Phùng sư phụ, ông làm gì vậy? Phùng Mạc Phong, chúc mừng cho nhà người sư huynh muội gặp nhau. Phùng sư phụ, ông chính là Phùng sư huynh hả? Trên sư phụ, sư phụ có khỏe hay không? Phùng Mạc Phong, người đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, còn để gì tới sự sống chết của ông? Ê miệt! Đạo tôn kia được có nhiều chuyện. Phải, bạn này của ta do sư phụ cứu, sư phụ còn có công dưỡng dục đối với ta nữa, ngài có nghĩa nặng tinh thâm với ta. Phùng Mạc Phong không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa đâu. Đạo cô kia, nếu còn dám chửi sư phụ, sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Phùng Mạc Phong, cái lão già vừa gù vừa thọt kia lấy cái gì lớn tiếng với ta? Ta nhất định chửi sư phụ ngươi. Thằng ngu, sao sáng lại đốt cây gậy vậy? Thế đâu sao? Ngươi thật là quá đáng. Ngươi sẽ phải liên hoàng lão chủ hả? Tại sao lại chửi ông bất nhân bất nghĩa, bất công bất hiếu? Ta đã nói những lời đó hồi nào? Thế nào? Không dám nhận hay sao hả? Ngươi chửi ông gian dâm vợ con người ta, về bậy con cháu, lương gan ăn nhờ, tám mọi bạn bè. Cái tên ma đầu kia, dám tung tin đồn thấp xuống giang hồ, phá hoại danh dự của hoàng lão chủ. Nữ ma đầu, tôi thi mạng với ngươi. Liễu cô nương, khuya như vậy rồi còn chưa ngủ à? Cốc chủ xin mời vào.
Liễu cô nương, xin lỗi nha. Khuya như vậy rồi con làm phiền cô. Cốc chủ, cảm ơn sự quan tâm. Bao ngày qua làm phiền ở đây, thật làm cho cốc chủ bận tâm. Liễu cô nương, cô khách sáo quá. Phải rồi, hôm nay nghe tiểu nữ cho biết Liễu cô nương hình như có chuyện đau buồn, không có yên trong lòng, vì vậy tôi mới chuẩn bị bầu rượu này, mong cùng Liễu cô nương tâm sự hàn huyên. Cốc chủ, xin đừng có khách sáo. Liễu cô nương nói như vậy xa lạ quá rồi đó. Nè, hãy thử rượu này đi. Đây là giống ưu tử mà tôi đã pha chế bao nhiêu năm nay. Giống ưu tử? Đúng vậy. Giống ưu tử này uống vào có thể quên đi tất cả mọi việc u sầu, còn tẩm bổ tâm thân nữa. Liễu cô nương, xin mời. À, không. Ly rượu này phải do tiểu nữ mời cốc chủ. Được, để tôi uống trước làm gương nha. Liễu cô nương, mùi vị của rượu này như thế nào? Thật đúng là một loại rượu ngon, vừa thơm vừa ngọt. Nếu như Liễu cô nương thích thì uống thêm một ly đi nha. Liễu cô nương, ly rượu này chúc cho cô mọi việc được như sở nguyện. Mọi việc được như sở nguyện. Nè, cạn ly. Nè, Liễu cô nương, mọi việc được như sở nguyện, chúc cô quên hết tất cả sự đau buồn. Liễu cô nương, tôi rất hiểu rõ tâm trạng của cô. Hai chúng ta đều là những người bị tương tư lụy. Ở trên đời chỉ có những người đau lòng mới hiểu được nỗi khổ của người đau lòng, và mới có thể hiểu được trái tim của người đau lòng. Liễu cô nương, tôi thật sự hết lòng thương Liễu cô nương. Cô Lộc. Nguyên nhiên. Cô Lộc cuối cùng đã tìm được cô rồi. Lần này không để cho cô sống mãi nữa đâu. Cô lòng lấy quá đi. Nguyên nhiên. Nguyên nhiên. Nguyên nhiên. Cô cũng tốt. Nguyên nhiên. Cô không sao quá nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau. Chúng ta không cần biết người ta nói thế nào. Được, chúng ta mãi mãi sống bên nhau, không cần biết người ta nói như thế nào. Chỉ cần muội trở thành người của tôi sẽ để cho muội sống những ngày hạnh phúc như vậy. Ai vậy? Chính là ta. Lão già kia, ngươi làm sao vào được dưới tầng cốc? Ta không cần biết ta làm sao vào được đây. Ta muốn nói một vị cốc chủ đường đường giống như là nhà ngươi vậy, mà lại làm những việc lén lút tồi bại, ăn hiếp một người con gái nhỏ như vậy, không biết xấu hổ, mắc cỡ quá, mắc cỡ quá. Lão già kia. Nói tới chuyện xấu hổ của nhà ngươi ra, nhà ngươi nổi giận rồi hả? Tới đây bắt ta đi, tới đây bắt ta đi. Bà không, ta nói chuyện xấu hổ của nhà ngươi ra cho giang hồ biết. Tới đây, tới đây, tới đây. Đứng yên. Tới đây, bắt ta đi. Ta sẽ cho ngươi bảo. Ta đây nè. Đứng lại. Chờ, chúng ta hắn đó, mà bắt hắn lại đi. Ây da, cô nương, cô cũng tới đây nữa hả? Thôi, hôm nay không chơi với các người nữa đâu. Ta đi đó. Đứng lại. Lão già này từ đâu tới vậy? Con cũng không biết. Chờ có biết ổng đang cấp linh chi ngàn năm của chúng ta rồi. Cái gì? Hắn đã cấp linh chi ngàn năm? Dạ đúng, lúc nãy con tới phòng của cha tìm cha, đã thấy một người từ trong phòng của cha chạy ra, trong tay cầm linh chi ngàn năm. Con kêu hắn trả linh chi cho con, nhưng mà hắn lại bỏ chạy. Chết rồi. Không biết cái lão già kia muốn làm gì nữa. Vào trong phòng luyện đơn coi thử. Hả? Ờ, phải rồi, phải rồi. Cái này nè. Tỏ ra. Tên lão già kia. Nha, chúng ta nha. Cái chạy nha. Đứng yên. Các người muốn bắt ta hả? Cái đầu. Tới đây bắt ta đi. Đừng yêu, đừng là bậy. Thank you.
Liễu tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Khỏe rồi chưa? Sao hả? Lúc nào cô nương, tối hôm qua tôi uống quá chén, mơ mơ màng màng rồi ngủ một giấc. Anh à, cô tới đây làm gì? Đêm qua cha có chuyện gấp ra ngoài rồi, trước khi ra đi nhớ tới tỷ tỷ, cần dặn muội tới đây để lo cho tỷ tỷ đó. Cha cô thật là có lòng quá. Tối hôm qua ông ấy tới đây tâm sự với tôi, sau đó thế nào thì tôi không nhớ nữa. Nói ra đáng giận, không biết là tối đêm qua ở đâu có một lão già tóc trắng tới đây vừa cười vừa gây, không những đang cấp linh chi ngàn năm mà còn ăn cắp đơn dược để uống, đá đổ lò lượng đơn, phá tới trời lòng đất lỡ. Thì có chuyện như vậy sao? Thật mà, sau khi gây một hồi đã bỏ đi rồi, cha đành phải đưa theo phàn quản gia để mà chạy theo ông ấy. Tới bây giờ vẫn còn chưa có trở về. Vì lão già kia là ai? Muội cũng không có biết nữa. Nhìn ông ta vừa cười vừa chửi, không có đàng hoàng chút nào hết. Nhưng mà nhìn dấu công của ông ấy không phải là tầm thường đâu. Cha của cô chắc không sao chứ? Liễu tỷ tỷ an tâm đi, cha thân thuộc bất phàm, hạ cái lão già đó cha của muội thừa sức. Vậy thì tốt. Liễu tỷ tỷ, muội có thể nhận thấy tỷ tỷ quan tâm tới cha của muội. Thực ra tỷ tỷ khỏi cần giải thích nữa, muội hiểu rõ. Nếu như cha biết rõ Liễu tỷ tỷ quan tâm tới sự an nguy của cha, chắc cha sẽ vui lắm đó. Thật ra bao nhiêu năm qua cha rất là cô độc lẻ loi. Nghe phàn quản gia cho biết, từ lúc Liễu tỷ tỷ tới đây, cha đã vui hơn nhiều rồi đó. Cái điểm này muội có thể nhận thấy. Cha của muội rất quan tâm tới tỷ tỷ. Điều đó tôi biết. Cha rất tốt với tỷ tỷ, người làm con như muội đây đã thấy rõ ý định của cha. Tỷ tỷ có hiểu ý của muội hay không? Tôi không hiểu ý của cô. Vậy muội nói rõ giùm cho cha của muội nha. Liễu tỷ tỷ, tỷ tỷ có chịu lấy cha của muội không? Liễu tỷ tỷ, tại sao lại không trả lời? Cô muốn tôi nói thế nào? Muội biết rõ khúc mắc trong lòng còn chưa có mở ra được. Chung thân đại sự, nếu như không thể miễn cưỡng, cha của muội thế nào cũng hiểu rõ. Cha con cô đều là người tốt. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ thương yêu, lớn lên lại rất cô đơn. Thời gian qua ở Tuyệt Tình Cốc, cốc chủ quan tâm lo lắng, hỏi thăm này nọ, làm cho tôi cảm thấy có rất nhiều nỗi thân thương. Tôi biết rõ cha của cô đích thật là một người rất tốt. Thật vậy hả? Tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy. Liễu tỷ tỷ, nếu như trong lòng tỷ tỷ không còn người đó, tỷ tỷ có lấy cha của muội hay không? Tôi cũng không biết. Đại quân Mông Cổ quả nhiên xuất quân vào Nam, sẽ xâm lấn Trung Nguyên, tấn công thành Tuân Dương. Cư dân ở biên cương đã trốn đi từ lâu. Phùng tiền bối, bây giờ ông định đi biên hành đó hả? Phùng sư huynh, lần này huynh đi như vậy e rằng... Sư muội ạ, Phùng Mạc Phong huynh thừa cơ hội này vào quân đội của Mông Cổ, ít gì cũng chém giết vài tên tướng lãnh của bọn chúng. Phùng sư huynh. Thì sư muội, trước khi huynh ra đi còn có cơ hội gặp được muội, huynh thấy thỏa mãn ở trong lòng rồi. Sau này có gặp sư phụ, nói với sư phụ biết huynh Mạc Phong mãi mãi không quên lời dạy của sư phụ. Đời này của huynh tuy rằng bất tài, nhưng cuối cùng cũng góp một chút sức cho giang hồ. Phùng sư huynh, nếu như sư phụ nghe được những lời này, chắc chắn cảm thấy an ủi. Sư huynh đi mạnh giỏi nha. Dương huynh đệ, võ công của đệ khá lắm, lại là tuổi thanh xuân, bây giờ giang hồ có nạn, thôi hãy vào Nam đầu quân đi, để chống đỡ ngoại xâm vì tổ quốc. Đệ có cái gì quan trọng cần phải ta bắt? Hơn nữa quân Mông Cổ thế mạnh rầm rầm, thêm một sức của đệ cũng không ăn thua gì đâu. Đệ, sức của một người tuy là không có nhiều lắm, nhưng mà sức của nhiều người sẽ là hùng mạnh,
Nếu ai cũng nghĩ giống như đệ đây thì đâu có người nào chịu chống đỡ ngoại xâm dịch cho đất nước. Thôi đi, ai cũng có chí, nhưng huynh đệ biết đâu có nỗi khổ tâm gì. Hai ta quen nhau kể như là có duyên. Thôi thì để Bảo Trọng đi. Bảo Trọng. Thằng Ngu à, anh nói là có chuyện gấp phải đi Bắc. Là thiệt hả? Dương đại ca, ngươi cũng muốn đi nữa à? Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Quýnh sẽ về Trung Nam Sơn, đi tìm của Long. Dương huynh đệ, không lẽ con không quên rồi sao? Dương huynh đệ. Là ta đây, ta là Dương huynh đệ đây, có phải người hại chết Dương huynh đệ không? Ta không có, ta không có, không phải ta đâu, không phải ta. Là người hại chết Dương huynh đệ hả? Có phải không? Nói đi. Không phải đâu mà. Em không nói hả? Không phải ta đâu. Kể như không nói, ta chỉ giết chết Dương huynh đệ. Nói đi. Phải hại chết Dương huynh đệ hả? Nói đi. Ta không muốn chết. Nè, nè. Ta biết người chết thì thảm lắm. Mấy chục con quạ ăn thịt có người, ăn thịt có người. Nói mau đi, phải giết vậy. Chính là đại cô, trên mấy chục cây trầm có chất độc, đâm vào người chết ngay. Đại cô lại. Cô ở trên đảo Đào Hoa và còn có một người đàn ông nữa. Một người đàn ông nữa đó. Đúng rồi, trên đảo Đào Hoa. Là đó gì vậy? Đàn ông tên là gì? Tên là Tỉnh Ca Ca. Thì đây là vợ chồng của Quách Bác. Là chính họ để giết chết cha của ta. Dương đại ca, đừng có xúc động quá. Có lẽ là cô Hùng đã lầm lẫn rồi. Không có lầm đâu. Chẳng trách gì họ đối xử với ta như vậy. Không phải võ công cho ta và đuổi ta ra khỏi toàn sân giáo, là để ta chút lửa móc mãi. Thằng ngu à, lời của cô Hùng đó không thể nào hoàn toàn tin được. Chúng ta phải tìm cách để điều tra xem vụ đó sự thật như thế nào. Vậy chưa có rõ ràng sao? Năm xưa, nếu đừng phải cha ta bị hại thì mẹ huynh đâu có chết sớm như vậy. Huynh đâu có một mình cô đơn lẻ loi chịu khổ biết bao nhiêu năm. Mỗi thù này huynh giúp được đại ca một gói. Như đại ca, như đại ca, anh đi đâu vậy? Cha, mẹ, con này bất hiểu, cha mẹ hãy tha thứ cho con. Con đây xem kẻ thù giết cha dám đi làm nhiều, một năm lần bảy lượt xả ta cứu họ nữa. Nhưng mà cả cha,
cả mẹ. Cha mẹ yên tâm đi, con nhất định trả thù cho cha mẹ. Cha mẹ cái tội lớn thiên phù hộ cho con, phù hộ cho con tìm được kẻ thù bằng thể ra một trăm mấy. Để bái thế phù hộ, bái thế khắp đường trên trời. Hương vỡ đổi cổ trong lòng quá nhiều. Nếu mà còn trời đã bao la, tại sao lại chạy rất tiệt tạo? Nếu như người đã tới đây, từ ngày ở những quá nhiều nhiều. Người à, người có biết không, thời gian qua quá nhiều đã sống như thế nào? Cô là một lén lút bỏ đi, hỏi thăm tin tức của cô khắp nơi, nhưng mà tới giờ này vẫn không có manh mối. Trong quá trình tìm kiếm cô Lòng vì cứu người đàn bà kia, thanh bị kim luôn hấp dương đã thương, sau đó gặp phải nữ ma độc, xếp những người chết ở trong tay của bà ta. Người à, quá nhiều cực khổ cũng không có sao. Điều quan trọng nhất là phải tìm được cô Lộc, mãi mãi ở chung với cô Lộc. Bây giờ chưa tìm được cô Lộc, nhưng đã điều tra ra được kẻ thù giết cha ta lại, chính là người đàn bà kia, chính là người đàn bà mà nhiều lần ta xả thân cứu giúp. Người hãy nói đi, ta phải làm thế nào? Người à, nếu như người gì đã tìm ta, vậy thì người hãy giúp ta. Nói ta biết, quá như bây giờ tìm cô Lòng trước, hay là đi tìm cái thù giết cha trước hả? Hả? Người à, được, vậy bây giờ đi người dẫn đường nha. Hả? Người à, chúng ta lên đường. Sư phụ, dùng nước. Ngày hôm nay cảm thấy như thế nào? Vết thương của ta đã lên lại 8-7 phần, vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Như vậy đệ tử yên tâm. Đạt nghĩ ba đâu? Đi kiếm đồ ăn. Quật đồ, khi mà sư phụ hoàn toàn bình phục, hãy theo ta đi gặp hoàng tử Hốt Tất Liệt. Quật đồ, tỷ người thế nào? Sư phụ, đệ tử không muốn đi. Tại sao? Chúng ta giúp đỡ Hốt Tất Liệt tấn công Tương Dương, cho dù về được Nam Tống cũng là công lao của Hốt Tất Liệt, chứ đâu phải là của chúng ta. Chúng ta đã hoài công vô ích. Hoàng tử Hốt Tất Liệt anh minh tài giỏi, lại biết sử dụng nhân tài. Quốc đồ, đây là một cơ hội rất tốt. Sư phụ, ước muốn của đệ tử không phải là ở chỗ đó. Vậy người muốn gì đây? Trong lòng của đệ tử chỉ có quai danh Võ Lâm Minh Chủ Trung Nguyên mà thôi, nổi tiếng tứ hải. Thân thế của đệ tử tuy rằng khá thiệt, nhưng mà phải hiểu rõ, ở tại Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ rất là nhiều lắm mà.
Võ quýt dày, móng tay nhọn và hơn nữa sự tinh thông võ tục Trung Nguyên, chúng ta không thể nào theo kịp. Ở trên đại hội anh hùng đã thấy tận mắt rồi chứ hả? Tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng của đệ tử không muốn bỏ cuộc. Mong sư phụ tha cho đệ tử. Nè, ai có chỉ này? Nếu đệ tử đã quyết định đi, thầy trò ta chia tay tại đây. Đi đi. Đại sư huynh, tại sao đại sư huynh đến đây vậy? Làm gì? Tại sao gặp ta là sợ đến vậy chứ hả? Bởi vì nhà ngươi là đại sư huynh mà. Làm gì ở đây vậy? Bởi vì sư phụ bị thương, mấy ngày rồi đâu ăn gì trong bụng. Nếu như không ăn nữa, e rằng, nè, ta không có tin đâu. Sư phụ ngươi ở đâu hả? Đúng là hai sư phụ nè. Tại sao là hai sư phụ ngươi chứ? Thật ra ta nhà sư phụ của người không có thù oán gì cả. Hãy tin ta đi, cho ta biết sư phụ người ở đâu. Đại sư huynh, phải hứa với ta, đúng ai sư phụ nghe hả? Hãy yên tâm đi. Sao không biết ta ở đây? Đệ tử ngươi Đạt Nhĩ Ba cho ta biết. Đạt Nhĩ Ba đâu? Mời đi giết hắn. Hãy yên tâm, hắn bây giờ đang kiếm đồ ăn cho ông đó. Người tới đây có mục đích gì hả? Ngày hôm nay ta tới đây không phải đối địch với đại sư. Mong đại sư yên tâm. Có một chuyện không hiểu, ngươi xưa này không phải là đồng bọn của Hoàng Dung Quách Tỉnh hay sao hả? Tại sao hôm nay tới đây giúp ta vậy? Đừng nhắc tới mẹ nữa. Dường quá tôi trẻ vô trì cho nên mới bị họ gạt. Vợ chồng Quách Tỉnh là ông tổ giết chết cha của ta. Lần này đây ta định tìm họ để mà trả thù, nhưng mà không ngờ dưới đường gặp được đại sư. Nghĩ tới hôm đó, ta vì cái mũ kia mà phải giao đấu với đại sư, làm cho đại sư bị trọng thương. Ngươi không phải đã bị trọng thương hay sao? Dương Quá gặp phải quý nhân, cho nên vết thương nó bình phục. Nếu như biết trước mũ kia là kẻ thù giết chết cha của ta, thì chúng ta giao làm gì chứ? Chúc quả giao thật. Dương huynh đệ, không ngờ có thâm thù đại hận tới như vậy. Bây giờ có dự tính thế nào? Trong lòng của Dương Quả chỉ có hai chữ trả thù. Vợ chồng Quách Tỉnh võ công cao cường, nổi tiếng tại Võ Lâm. Người muốn trả thù e rằng không phải là dễ đâu. Nói vậy hay là cho con chúng tôi chết trong tay của họ hay sao? Cũng chưa chắc như vậy. Bổn tọa xuất xứ tưởng rằng thiên hạ vô địch, dùng sức bản thân của mình thả hết quân hùng thiên hạ, giành lấy chức Võ Lâm minh chủ. Không ngờ họ không theo nguyên tắc đơn đả độc đấu. Bây giờ bổn tọa đành phải nhờ thêm cao thủ giúp đỡ mới có thể quyết định được ăn thua. Đại sư, ý của ông là
Bổn tọa muốn nhờ huynh đệ giúp bổn tọa một tay. Bổn tọa đương nhiên giúp Dương huynh đệ trả thù. Đại sư, tôi không có giúp người Mông Cổ đâu. Tôi chỉ giúp cho đại sư giành lấy chức vụ minh chủ. Nếu như đại sư muốn giúp đỡ người Mông Cổ giành lấy Giang Nam, sa thải Bá Tánh, Dương Quá tôi sẽ không tha tay đâu. Được, ai cũng có chí. Dương huynh đệ, vậy thì chúng ta hứa danh dự. Được, là hứa danh dự. Dương huynh đệ, bổn tọa có một câu hỏi. Vậy người có sở trường môn võ công nào? Người muốn dùng võ công của môn phái nào để đối phó Quách Tĩnh? Tiểu huynh đệ, người đã học hỏi rất nhiều võ công, nhưng đáng tiếc thông nhưng không tình. Tại sao không rút lấy sở trường của các môn phái, tự lập môn phái? Không phải. Cảm ơn đại sư chỉ điểm. Võ công thiên hạ đều do con người sáng tạo. Nếu như người khác có thể tự lập môn phái, Dương Quá ta tại sao là không được? Dương huynh đệ, mừng cho đệ. Bây giờ võ công của đệ đã tiến thân tới một bước nữa, có thể trở thành nhất đại tôn sư. Đại sư, ông quá khen. Dương huynh đệ, vết thương của bổn tọa đã lành hẳn. Ngày mai bổn tọa lên đường đi gặp Hốt Tất Liệt hoàng tử. Có muốn đi chung với bổn tọa không? Ấy, đại sư, ta nói trước nha, ta không giúp Mông Cổ. Tại sao đại sư lại kêu tôi đi gặp ông ta? Dương huynh đệ, đừng có nóng lòng. Bổn tọa hứa với người giúp cho người trả thù cha, nhưng bổn tọa được sự nhờ vả của Hốt Tất Liệt hoàng tử, làm sao cũng phải bẩm báo với ông ta một tiếng. Doanh trại của ông ta cách đây không xa, không làm trễ nải việc quan trọng của Dương huynh đệ đâu. Vậy được, tôi sẽ đi trong dân một chuyến. Sư, ông về rồi hả? Bổn tọa tham kiến đại dương. Quốc sư đừng có thi lễ. Đã lâu không gặp, quốc sư có khỏe không? Nhờ phước đại dương. Đại dương, bổn tọa giới thiệu một thiếu niên anh hùng cho đại dương biết. Dương huynh đệ tuy còn trẻ nhưng mà võ công rất giỏi lắm. Dương quá tham kiến đại dương. Dương huynh đệ khỏi cần đa lễ. Hôm nay ta có dịp quen biết với Dương huynh đệ, đó là may mắn của ta. Người đâu, chuẩn bị mỹ tử gia ngầu. Dạ. Quốc sư, Dương huynh đệ, hôm nay phải uống chung với nhị vị mấy ly mới được đó nhờ. Mời nhị vị. Mời đại dương. Mời. Tôi mời nhị vị uống trước làm gương. Tôi cũng cạn nữa. Dương huynh đệ, đây là rượu ngựa dê của Mông Cổ, cảm thấy mùi vị thế nào? Rượu này cay nồng nhưng thơm, và miệng sắc như nhau. Đó là bản sắc của năm tư hán đại trưởng phu. Dương huynh đệ nói đúng lắm. Rượu ngựa dê này cao nồng vô song, không phải người nào cũng uống được đâu. Quốc sư, ở đâu mà tìm được vị anh hùng thiếu niên như vậy hả? Bổn tọa quen biết với Dương huynh đệ chỉ nhờ có chủ duyên. Khi mà lần đầu gặp tại Lục Gia Trang Đại Trắng Hoàng, bổn tọa xem hắn như là tuổi trẻ vô tiền. Sau đó vào đấu,
mới biết rõ không thể nào khinh thường được. Đại sư, đại sư quá khen. Lời ta nói là thật tình mà. Dương huynh đệ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà võ công học được bát đại quyền thầm là người hiếm có lắm. Vậy quá hay. Bổn đại dương có được hai vị đại tướng võ nghệ cao cường, có thể nói là phước đức của quốc gia. Bổn dương cho người đi mời họ tới đây. Chúc mừng đại dương thụ dụng được nhân tài. Đại quốc Mông Cổ trong ngày mai sẽ có toại nguyện được. Nè, bổn tọa mời đại dương một ly. Được, cạn. Khải bẩm đại dương, Tây Quỳnh Quý đã tới. Được, mời vào. Dạ. Tham kiến đại dương. Nhị vị khỏi cần thi lễ. Nè, để bổn dương giới thiệu hai vị này cho hai người biết. Nè, đây là đệ nhất hộ quốc pháp sư Kim Luân Pháp Dương, và đây là Du Huynh đệ tới từ Trung Nguyên, và còn đây là cao thủ Giang Tây Tiên Kiên Tử, còn đây là cao thủ Thiên Trúc Ni Ma Tình. Bổn tọa hân hạnh với nhị vị cao thủ. Cái câu nói đó phải do hai chúng tôi nói mới đúng hơn. Đại dương, Mông Cổ là đại quốc của phía Bắc, hoàng thượng này là đệ nhất pháp sư của Nguyên quốc, tình chất là võ công cao cường. Hai chúng tôi muốn kiến thức, muốn kiến thức. Ni Ma Tinh, ngươi còn phải đến từ Thiên Trúc hay sao? Võ công của Tây Tạng cũng đến từ Thiên Trúc. Ở trên đời này chẳng lẽ có cái gì còn hơn cha hay sao? Ta đây không có tin đâu. Bổn tọa được phong làm quốc sư, đó là ân điển của đại hạn với tứ hoàng tử. Bổn tọa lại xấu hổ không dám nhận. Tại sao không chịu thối vị nhường hiền? Quý vị anh hùng, thương thỉnh bất như ngủ ngủ. Nếu như mọi người có duyên gặp mặt ở đây, mời vào chỗ để hưởng dụng mỹ thuật đi. Chư vị, mời. Chư vị, mời cầm đũa. Miếng thịt bò này lớn nhất ở trong mâm, bổn tọa không có muốn ăn, nhưng mà tình cờ dơ đũa ra, tình cờ kẹp được. Nhà Phật gọi là duyên pháp đó. Vị quân sư nào có hứng thú thì cứ kẹp lấy đi. Tiên tướng quân, người có hứng thú với miếng thịt bò này cũng đừng có nóng lòng như vậy. Nếu như mà không biết dùng đũa thì cứ dùng tay đi. Nhiều người thi trúc chúng tôi đã quen dùng tay. Ni Ma Quỳnh, cảm ơn nhiều lắm. Xem ra miếng thịt bò này có duyên với bổn tọa. Bổn tọa không khách sáo đâu. Tỉnh, nhà người ở đâu? Ai ra đây đi. Ngươi lại. Lão già kia dám ngăn cản. Bây giờ ta đói bụng lắm, ở trong mắt của ta chỉ có đồ ăn mà thôi. Lão bác kia, tới đây chẳng qua là chỉ muốn kiếm đồ ăn hay sao? Nhà ngươi nói gì đây? Bộ ta già lắm hay sao? Tại sao gọi ta là lão bác? Các người có cái gì ăn ngon cứ mang hết ra đây. Lão già, hay ăn đi. Cháu nội của ta có hiếu với ta lắm đó. Có gì uống ngon cứ mang ra đây đi. Vị lão anh hùng kia, mục đích ông tới đây là có việc gì? Người nói ta là lão hả? Ta không nói cho người biết. Vậy hiệp sĩ kia, ngươi đừng có ngại. Ta kêu ngươi là hiệp sĩ, ngươi không chê trách chứ? Được rồi, ta nói cho các người biết. Ta tới đây để tìm Quách Tĩnh đó. Cái tên tiểu tử đó từ nhỏ thích chơi với người Mông Cổ, nên ta thấy liều Mông Cổ lập tức vô tìm nó thôi. Thì Quách Tĩnh có chuyện gì? Cái dĩa thịt bò lúc nãy giờ ngươi tặng ta có phải không? Đúng vậy. Được rồi, ta cho ngươi biết. Quách Tĩnh nó viết thơ cho ta biết ở Tây Lục Gia Trang, nói là đại quân Mông Cổ vào Nam, chắc chắn là sẽ tấn công thành Tương Dương. Vì vậy, hắn thống lãnh Hào Kiệt Trung Nguyên đi kháng địch, kêu ta tới đây để giúp cho hắn một tay. Hả? Có rượu hay không? Có rượu thì mang ra đây đi. Lão già kia muốn uống rượu hả? Được,
Ta mời ngươi một ly nè. Ngon lắm. Cái lão già nghe ngươi. Sao đây, dùng rượu độc cho tao uống hả? Tao không chơi với ngươi. Tới đây đi. Ê, khoan đã. Quốc sư, ông về Dung huynh đệ nhất định phải bắt hắn về đây. Hả? À, dữ quá, dữ quá, dữ quá. Lão quan độc ra đi đó. Lão quan độc thì ra lậu. Dung huynh đệ, vì bẩm báo tứ hoàng tử, cùng ta theo hắn chuột. Được. Tới đây. Bộ không biết ta hay sao? Ta chính là lão già ăn cắp linh chi của nhà ngươi đó. Ngươi có thể làm gì được ta đây? Ta cho ngươi biết, mau thả ta ra đi. To gan. Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không? Nói tới thì tới, nói đi thì đi. Công tôn chỉ ta lần này không có tha cho ngươi đâu. Hả? Làm gì được ta? Ta nói cho ngươi biết, lão quan đồng của ta đời này à, muốn đi đâu là đi, không có ai cản được ta đâu. Vậy à? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì đâu có thành con cá trong lưới được. Ta đây cảm thấy mệt quá, cho nên để các ngươi khiêng ta về cho ta nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi mà. Ngươi nói dễ nghe quá. Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là lão ngoan đồng Châu Bá Thông. Đúng vậy, ngươi là Châu Bá Thông. Bây giờ trong tay của ta còn dám vô lễ. Ê, nếu nhà ngươi muốn trách hả, thì trách thuộc hạ của nhà ngươi bất tài đi. Nhà ngươi lãnh đạo không có giỏi, làm sao trách ta được chứ. Hơn nữa uống cái linh chi ghi vào không có gì tập bổ, làm cái gì mà đau lòng dữ vậy chứ. Ngươi nói ngay dễ dàng quá. Ngươi đã phá trang trại của ta hầu như sập đổ hết, mà ngươi còn nói như không có gì. Quê như vậy thì làm sao? Không ăn thì cũng đã ăn rồi, không lẽ kêu ta ối linh chi ra để trả cho ngươi hay sao? Ngươi không cần giả ra, nhưng mà chỉ cần ngươi trả giá cho cái việc ngươi đã làm. Trả giá gì đây hả? Nếu như đã ăn cắp linh chi của ta, ăn cắp đơn dược của ta, thì ta sẽ giết người ăn thịt của ngươi. Ta sợ quá, ta sợ quá, ta sợ quá. Ê, nhưng mà ta nói thật cho nhà ngươi biết nha, lúc nãy danh trại Mông Cổ ta bị người ta cho uống rượu độc á. Nếu như nhà ngươi muốn ăn thịt ta, bao kỳ sát đâu, cài khoai sát theo của á, cho hoàng thiên công sa giấu gì thua bạn, của chưa cú với chi mua la. Bạn khoai sát đâu á. Hôm nay cái lão gia hỏa 只是被那几个青衣人捉到这来。 那咱们闯进去。 李某星， 你有勇气闯进去， 又可有计谋 把那老家伙给带出来啊。 哼， 难道要咱们在这里空等不成吗？ 哎， 萧湘兄的说法不是没有道理。 这三条山路极为幽闭， 又不知所住何人， 不应硬闯。 法王， 我倒一个法子。 什么法子？ 我们自称是过路人， 暂借一行， 借到里头再想办法。 这倒可一试， 走吧。 đứng lại， tuyệt tình có một chỗ thanh ưu， không thể để cho các người tùy ý vào。 Ai sẽ bất giận, chúng tôi chỉ đi ngang qua chỗ này, thấy trời sập tối, muốn đặt tổ ở đây một đêm, nhưng không ngờ xuất phạm tới quý cha. Đúng vậy, bổn tòa là kẻ xuất gia, dắt theo mấy đệ tử không ngờ lại lỡ qua lữ điếm, không biết thí chủ có thể nào cho sự thuận tiện để chúng tôi ngủ đỡ một đêm không? Nếu như khách qua đường, vậy thì mời vào đi. Cảm ơn sự giúp đỡ. Tiếp khách kiểu gì kỳ vậy? Chúng ta vô trong này nãy giờ rồi, đồ ăn cũng không chịu mang ra. Có phải cái tay của chúng ta đã bị họ biết được hay không, cho nên họ chậm trễ? Nếu như đã vào rồi, không còn cái gì để mà quán trách. Đại sư, chỗ này rất là ẩn khuất, không phải là cái chỗ người thường ở đâu. Xem ra chủ nhân sơn trang này không phải là hạng tầm thường. Nếu như hữu duyên, thế nào cũng gặp mặt.
Từ lúc đó, chúng ta sẽ biết rõ cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc là người thế nào. Quý vị khách quý, cốc trưởng ra lệnh cho chúng tôi mang đồ ăn tới cho quý vị. Mời quý vị tự nhiên. Cuối cùng đồ ăn cũng có rồi. Phải ăn một bữa cho đã mới được. Hả? Cái này là cái gì vậy? Một miếng thịt cũng không có. Sơn cốc của chúng tôi toàn là ăn chay, mong quý vị tha thứ. Nè. Ta từ nhỏ không thịt không ăn. Đại khách những đồ này, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với ta. Hai vị đừng nóng giận. Mục đích chúng ta ngày hôm nay tới đây không phải là ăn uống đâu. Hãy ráng một chút đi. Được, nếu là như vậy, vậy uống thêm vài ly nó no bụng đi ha. Rượu gì kỳ vậy? Hả? Thiệt vậy sao? Ngay cả rượu cũng không được uống nữa. Làm như vậy nghĩa là gì? Rượu không có, thịt không có, hành hạ người ta hả? Ở thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng không được đâu. Ta đi ngay. Hả? Đi à? Đại Dương muốn bắt được cái lão già kia, chúng ta bỏ đi vậy làm sao trả lời với Đại Dương? Nói thật đúng. Nếu như đã vào xong này, vậy thì ra một chút đi. Tóm lại thì chúng tôi cũng không ở đây lâu lắm. Chỗ này đây là một chỗ cách đẹp chưa từng thấy. Anh là người khách đêm hôm qua đó, trọ chỗ này có phải không? Tài ngại dữ quá. Cô nương này là? Tôi tên là Công Tôn Lục Ngạn, cha của tôi là cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc. Ồ, thì ra là Lục Ngạn của nương. Cảm ơn sự hồi đại cách người, làm phiền nha. Đừng có nói như vậy, tiếp đãi còn chiều đáo, cầu mong Vinh công tử đừng có khiển trách. Hả? Đây là hoa gì vậy? Đây là hoa tình. Hoa tình? Ê, cẩn thận, hoa có gai. Nếu như có thể cùng sống với Quy Long ở tại chỗ này, suốt đời sẽ không muốn đi chỗ khác nữa. Anh nói cái gì? Hả? Không có gì. Cô nương nghe cô nói là nhất tiếu khinh thành sâu. Có nghe nói, nhưng mà anh hỏi để làm gì? Không có gì. Lúc nãy nhìn thấy Lục Ngạc cô nương là cho tôi nhớ câu đó. Anh đừng có nói chơi nữa, nhất tiếu khinh thành là nói về người đẹp kìa. Cô nương hoa dung nghiệp mạo, không kể như là người đẹp hay sao? Không phải đâu, trong sân cốc xưa này chưa bao giờ nói tôi đẹp. Như vậy Tuyệt Tình Cốc này chắc là sân cốc của người mù ha? Tại sao vậy? Cô nương, cô đẹp tới như vậy, nhưng mà ở chỗ này không ai khen hết. Như vậy ai không phải là mù mắt, là gì đây? Anh đừng có tân bốc cho tôi vui. Nếu nói tới người thì trong sân cốc này có một người. Hả? Còn người đẹp của nữa sao? Người đó là ai vậy? Chính là Liễu cô nương, cô ấy sắp sẽ trở thành cái mẫu của tôi rồi. Cha của tôi dự trù ngày mai thành hôn với cổ, nhưng mà có một lão già tới đây để gây sự, tình chất ngày vui chắc là phải đình lại quá. Ê, muốn đá chết người ta sao hả? Đứng dậy ăn đồ đi. Ê, có đồ ăn à? Đừng có bực bội, chén cháo này thì nó mỗi loại thuốc bắt ta mắc nhất được. Ngon thật là ngon, người ăn vào thịt nhà người cũng thơm vô cùng. Công Tôn cốc chủ nhất định sẽ vừa ý lắm. Ê, thì ra muốn ta ăn đồ ngon là vì muốn ăn thịt của ta hả? Ta không ăn đâu, để những người có thể làm gì ta? Người không ăn cũng không được đâu, chút nữa ta sẽ trút hết vô bụng của nhà người đó. Ê, ăn như vậy không có thể tiêu hóa ba cái thuốc đắt tiền kia đó. Ê, dù người có ăn thịt ta đi nữa cũng không có gì tẩm bổ đâu.
Nghe ta nghĩ vậy đi ha. Tóm lại cái mạng già này của ta ở trong tay của các người, muốn thoát cũng không có được. Thôi thì làm ơn làm phước rồi đút cho ta ăn một bữa này đi, để ta đi cho thoải mái chút, có được không hả? Được rồi, ta quyết định cho người à. Ai da, như vậy ăn đâu có được, phải dìu ta ngồi dậy mới có thể ăn được. Dìu ông? Gã nhát gan này sợ gì chứ? Ta bị cái lưới này trói ta chặt rồi, ngươi không sợ gì? Được, ngồi dậy đi. Nè, ngồi dậy đi. Tên lão già kia, bộ ngươi tưởng châu bá thông của ta dở như vậy sao? Cái lưới này có thể bắt buộc được ta hay sao chứ? Hả? Bộ châu bá thông của ta dở đến như vậy sao? Ta làm biến cho nên cho các ngươi kiên vào để tìm cốc chủ của ngươi thôi mà, đâu có gì đâu. Hả? Tạm biệt. Quý vị đi ngang qua chỗ này, tôi tiếp đãi không chu đáo, xin quý vị thông cảm giùm. Công tôn cốc chủ, ông khách sáo. Lần này làm phiền được cốc chủ hết lòng chăm sóc, tôi cảm kích vô cùng. Quý vị anh hùng khỏi khách sáo, ở trong truyền tình cốc trà nước thanh đạm, mong quý vị đừng có phiền trách. Mời dùng trà. Cái gì giống như là nước lạnh vậy, không có mùi vị gì hết. Công tôn cốc chủ, đồ ăn không ngon, rượu thì không nồng. Chẳng trách gì nhìn mặt là thấy bệnh rồi. Bản cốc mấy chục năm qua đều ăn chay, không có thịt cá để mà khoản đãi quý khách. Thật sự xin lỗi. Ăn chay có lợi ích gì đâu, không lẽ được trường sanh bất tử hay sao? Bà nói thẳng nha, công tôn cốc chủ xem tướng mạo của ông cũng không giống như là người trường thọ đâu. Tiêu tiên tử, nhà ngươi thật là quá đáng. Gia phụ kính nể các người là khách, đối xử lễ nghĩa, tại sao các người nói mà không giữ lời? Còn, đừng có vô lễ. Cốc chủ à, nguy rồi, nguy rồi. Nhớ không, có chuyện gì mà quản hốt như vậy, không thấy khách quý đang ngồi ở đây sao? Đừng vô lễ. Nghe đang chết, nhưng mà sự việc trọng đại không thể nào không bẩm báo được. Thật ra xảy ra chuyện gì? Cái lão già kia là trốn rồi. Tại sao lại như vậy? Kẻ hèn bất tài đã để lão già kia quỷ phá đại đoàn và nhốt kẻ hèn vào, dùng dãy cả ngày mới chạy được đó mà. Bây giờ lập tức bẩm báo. Còn không chạy thiếu. Giờ được. Tam quán gia, ta nghĩ nhà ngươi không xong rồi. Tiêu tiên tử, ngươi nói như vậy nghĩa là gì? Ta đây có lòng tốt đó. Phàm quán gia nếu biết như nghề của mình không bằng người ta thì tại sao đúc đầu vô chỗ chết vậy? Hả? Sao hả? Bất phục à? Vậy chúng ta so tài đi. Nhớ không? Vậy thì hãy so tài với hắn đi. Dạ cấp chủ. Tiêu tiên tử, hãy xuất chiêu. Mai. Đây phải là kẻ trộm lớn mà Phùng Duy Phụ rèn cho ta sao? Ta sao bị hắn cướp được? Sao? Cái kéo các lông chó này của ta thế nào hả? Muốn cắt nữa hay không hả? Muốn cắt nữa không hả? Muốn cắt nữa hay không đây hả? Cái lão già kia dám chọc ta hả? Hai tên tiểu tương tử không chơi nữa. Không chơi. Lão hoang động. Tên lão già kia, người ám hại không phải là tài giỏi đâu. Anh hùng hảo hán cái gì kỳ vậy? Ngươi còn dám chửi ta nữa hả? Nếu ngươi thật sự có tài giỏi thì đâu có bị ta điểm nguyệt. Để ta làm gì thì làm đi. Cắt. Hôm nay không cho ngươi bài học, ta không phải là tiêu tương tử đâu. Được, không thành vấn đề. Tới bắt ta đi. Công tôn cốc chủ, bổn tọa không ngờ hôm nay xảy ra chuyện như vậy, mang phiền phước tới cho quý phủ, cảm thấy rất ái nãy. Lần này vô can tới quý vị, nếu như không phải là ông Hoang Đồng kia nhiều lần làm phiền tuyệt tình cốc thì đâu có thất lễ như vậy. Xin quý vị anh hùng báo hạm.
Nếu được cốc chủ hiểu rõ, tôi nghĩ chúng tôi nên cáo từ. Đại sư hãy dừng bước. Ngày mai là ngày đại hỷ của tiểu đệ, hy vọng quý vị nể mặt, mong quý vị uống thêm vài ly. Mời. Lui ra. Dạ cốc chủ. Mời quý vị ngồi. Tìm được cô Long rồi. Các hạ chắc là đã lầm người. Tôi và các hạ không hề quen biết. Cô Long. Dương huynh đệ, Liễu cô nương lần này là người vợ chưa cưới của ta. Ngày mai là ngày đại hỷ của tiểu đệ, mong quý vị nhất định phải lại uống một chén rượu mừng. Chúc mừng cốc chủ. Không được. Xảy ra chuyện gì hả? Rõ ràng là cô Long mà, rõ ràng là tiểu long nữ mà, không phải Liễu cô nương đâu. Không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Sao con không lo cho quá nữa? Tại sao vậy? Tại sao đối xử quá như vậy hả? Sao hoàn toàn không biết nhà ngươi đang nói cái gì? Tôi vẫn có quyền như người. Không bao giờ. Không bao giờ. Quá là phụ của Long mà. Quá là quá như đây nè. Đây phải là phụ nhân của người. Đại sư, hãy làm chứng nghiêm tôi. Đại sư biết cổ mà. Hãy nói cho họ biết đi. Đây là tiểu long nữ lúc nào quá chung với tôi. Tiểu huynh đệ, cái gì từ từ nói, đừng có nóng nảy. Bổn tọa thật sự không hiểu điều giờ người đang nói. Không phải đâu đại sư, ông nhất định nhớ rõ. Ở tại dòng Hương Đình, tôi và cổ hợp sức dùng nữ kiếm pháp giao đấu dâu của hạ ông nữa mà. Không lẽ ông quên cổ sao? Chính là người mà cổ hợp sức với tôi. Dương huynh đệ, bổn tọa thật sự xin lỗi, thật sự nhớ không ra. Bổn tọa đối với vị cô nương này thật sự cảm thấy xa lạ. Người ta đối xử quá như thế nào? Quá đều có ngại đâu. Nhưng mà cô Long thương quá nhỉ lắm mà. Tại sao vậy? Tại sao hành hạ mình như vậy hả? Tại làm sao hành hạ quá nhỉ? Dương huynh đệ, ở trên đời này những người giống nhau không phải không có. Nếu như đã nhận lầm người rồi thì đừng có làm khó phu nhân của ta nữa. Được. Nếu như nhà người cho rằng ta đây là người, vậy cho ta biết ngươi làm sao tiếp xúc với cô Long của ta? Hỏi đúng lắm. Ta hoàn toàn không biết cô của người. Liễu cô nương này là người luyện công tẩu quả nhập ma. Tình cờ ta gặp phải, ta có lòng cứu người, dùng thuốc gia truyền điều dưỡng cho khổ, cô ta đã bình phục. Chúc mừng cốc chủ. Cốc chủ và phu nhân quen nhau tuy đột ngột, nhưng đúng như thiên lý ân duyên nhất tuyến. Tình chất Liễu cô nương này đầy bởi vì tấm lòng từ thiện của ông, cho nên mới trả ơn trao thân cho ông lang tàn nữ mạo giai ngộ thiên thần. Hãy lên tiếng đi, hãy lên tiếng đi cô Long. Này em sao vậy? Hãy lên tiếng đi cô Long. Cô thương quá nhì lắm mà phải không? Cô thương quá nhì lắm có phải gì không? Cô không lấy người khác đâu hả cô Long? Cô Long mà có phải gì không hả cô Long? Cô Long, cô Long, cô Long, cô Long, cô Long. Liễu cô nương, Liễu cô nương. Cô nương, cô cảm thấy như thế nào? Cô đã uống dược đơn rồi, không có sao đâu. Liễu cô nương, cái tên tiểu tử Dương Quá đó, cô quả nhiên quen biết hắn. Thật ra ta hỏi vậy cũng bằng thừa. Nếu như không quen với hắn thì tại sao lại đau lòng tới mức độ như vậy? Liễu cô nương, tôi không có ý gì phiền trách cô đâu. Tôi không biết giữa cô và Dương huynh đệ có ân oán như thế nào, mà cô hứa thành hôn với tôi có nghĩa là cô và Dương huynh đệ kia duyên phận đã tận.
cô nương, hai chúng ta quen nhau do một chữ duyên. Chỗ này không phải là cốc gia thông chánh, ít người tới thăm. Và hôm đó, tại sao cô lại tới được tình cốc? Cô hãy nghĩ qua, ở trong chốn vô hư không phải đã có sự sắp xếp hay sao chứ? Nếu như có sự sắp xếp của hư vô, thì tại sao còn sắp xếp cho tôi và hắn gặp lại? Liễu cô nương, cô hãy bỏ qua tất cả. Nếu như cô và Dương huynh đệ có duyên phận thì đâu có chia cách. Ân duyên lẫy của trời cao. Nếu như chúng ta đi ngược chí trời, cho dù cô có sống chung với Dương huynh đệ, cái mà hắn mang tới cho cô e rằng cũng chỉ là đau buồn triền miên. Liễu cô nương, tôi đối với cô có tấm lòng chân thành. Tôi hy vọng có thể sống thoải mái với cô. Nếu như cô đã hứa thành phu với tôi, thì không thể nào nói ngược lại.